Vâng, em chào cô chú anh chị nhé. Chào cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh Phong Lan Tùng Nguyễn của em. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020. Vườn em hôm nay có nở một bông năm cái trắng Phú Thọ, rất là mới, đẹp tiên luôn. Thì hôm nay em quay đoạn video này buổi sáng sớm, chủ yếu là ngày hôm nay em ở nhà được buổi sáng. Thì em tranh thủ quay hoa một chút xong rồi em mới đi tiếp những cái công việc khác. Thì em tranh thủ em quay bông năm cánh trắng Phú Thọ mới nở cho mọi người xem. Thực ra là những cái bông này em không quay ấy, là lý do là vì nó bị lỗi lưỡi. Đó, nó lỗi lưỡi. Chia sẻ thật sự với cô chú anh chị là nó bị lỗi lưỡi, chứ nó không phải là bông không đẹp, nhưng nó bị lỗi lưỡi. Bông này nó còn nguyên tem, đẹp mê ly, cánh phẳng đét, mắt đậm. Đây là mắt đậm mà mắt nhạt. Này là do nở của từng vùng miền nha cô chú anh chị nha. Và nở mùa lạnh thì nó sẽ nhạt, còn nở mùa đông nó sẽ đậm. Cánh thì khá là dày, mũi khá đẹp. Tuy nhiên mũi em vẫn nói nó có một điểm hồng. Đó, mắt rất đậm, mùi tuyết. Họng phân thùy sạch, cánh bầu nhẹ. Bông cực đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị nào mà đã đặt được cái kia ở trên cái cây này ấy thì đó là một cái bông rất là tuyệt vời nhá. Cái bông năm cánh trắng này nó quá đỉnh luôn. Bông năm cánh trắng Phú Thọ này nó nở ngày hôm nay nó quá đỉnh luôn. Nếu mà ai mà không đặt được kia ở trên cái cây này ấy thì em cũng xin chia buồn với cô chú anh chị nhá. Đó là bông nó quá đẹp như thế này. Hiện tại có người đang muốn sở hữu toàn bộ số kỳ trên này còn lại, nên là em đang làm việc nên em chưa bán được nhá. Còn nếu mà em xuất em sẽ báo cho cô chú anh chị về sau. Còn toàn bộ cái lô kỳ này ai đã đặt được rồi thì người đó sẽ được, còn ai chưa đặt được thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nhá, vì bây giờ em chưa xuất được. Tại vì là đang có một người đang đề cập về bông hoa quá đẹp nên người ta muốn sở hữu toàn bộ số kỳ trên này với một mức giá rất là cao. Đó, xin chia sẻ với cô chú anh chị là như vậy. Đó, nên là cũng mong cô chú anh chị là xem video thì cũng thông cảm cho em một chút. Tại vì ở đây cô chú anh chị nhìn thấy vẫn còn khá là nhiều kỳ đã ra rễ rồi nhưng mà lại không bán cho cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị thông cảm cho em ở điểm đó. Nếu không có cô chú anh chị lại nói là có rất là nhiều kỳ mà kỳ chuẩn thì lại không bán, mà lại bán kỳ không có ở thân hoa thì nó hơi khó. Cái này, cái bông này nó quá là đỉnh luôn. Đó, em hôm trước em có để cho mọi người đặt kỳ nhưng mà mọi người lại lan tăn. Thì có một số cô chú anh chị là đặt khá là nhiều đấy ạ. Thì hôm nay mời cô chú anh chị ngắm hoa nhá. Hoa tuyệt vời chưa? Sẽ bảo hành với tất cả cô chú anh chị đã đặt cái kỳ ở trên cái chậu này nhá. Em sẽ toàn bộ bảo hành tất cả với ai đặt kỳ ở trên cái chậu này nhá. Đó, quay hoa cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây, cái này em kẹp vào đây để cho nó đứng lên đấy, để quay cho nó dễ. Còn đây bông đây, mọi người nhìn này. Đấy, bông đây này. Đấy, nó không phải bông bối bông bạn. Tuyệt vời. Sẽ hòa hành với tất cả cô chú anh chị về cái bông này. Một cái bông hoa năm cánh trắng Phú Thọ nó quá là đỉnh cao. Nói chung là vườn em năm nào nó cũng sổ, và sổ năm nào cũng được bông rất là đẹp mọi người ạ. Năm nào cũng sổ được bông đẹp luôn. Đó, đây còn vấn đề về mini game thì chiều kết thúc vào 17 giờ ngày mai nhá. Tức là ngày 11 tháng 5, ngày thứ hai đấy ạ. Sau 4.000 ca súp và sau cái mini game này em nghĩ là em lại phải làm tiếp mini game 5.000 rồi, vì gần đạt ngưỡng 5.000 rồi. Cô chú anh chị nhanh tay đăng ký để chơi game, nổ game liên tục nha, nổ game liên tục để cho nó sôi động cái kênh lên cho anh em cô chú anh chị chơi cho nó sướng nha. Đấy, rồi em xin phép cô chú anh chị nhá, em dừng video ở đây. Mọi người xem video cho em xin lượt đăng ký kênh. Đây, đang vào chốt kỳ này.
Cô chú anh chị xem video cho em xin một nút đăng ký kênh nhá. Em chào mọi người.